Chào các bác nhé, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Trước mắt các bác đây em đang giới thiệu bác một con máy rửa chén Navom các bác nhé. Con này là của hãng Nationalan, model của nó là BM2 các bác nhé. Đang xịt rất là mạnh các bác nhé. Nói chung là motor con này nó cực kỳ mạnh. Nước này các bác nhìn thấy không? Đó, xối ầm ầm ầm. Thì nó có rửa mức trung bình như là tự động ấy. Cử khuẩn riêng chung là có rửa bằng nước nóng. Thì các bác nào muốn thêm nữa là mình mua thêm muối rửa chén các bác nhé. Muối rửa chén máy đang hoạt động các bác nhé, nó sửa từng bên một này các bác thấy không? Đấy, vòi bên này sửa, đấy, xong rồi đó nó chuyển qua vòi bên đây, đấy, cứ lần lượt như vậy các bác nhé. Đấy, nó xịt rất là mạnh, đấy, áp lực nước của nó cực kỳ mạnh luôn. Đây là xung quanh hàng bãi thì các bác phải không thể tránh được những một số những cái vết mà vận chuyển về thì là nó hơi móp cấn một chút. Đấy, đằng sau. Đấy, rất là đẹp. Đây, con này là 1100W các bác nhá. Đấy, rửa là 90W, 2007. Máy này rửa cho 4 đến 6 người các bác nhá. Đấy, 4 đến 8 bộ bát. Đi sửa đây, thấy không? Rất là sạch này các bác ạ. Đấy. Em sẽ mở ra cho bác coi lỗ thất bên trong của nó nhá. Đó, ok. Các bác nhìn thấy chưa? Đó. Rất là mới nhá. Đây, giòn mới tinh các bác ạ. Inox của nó, inox ngày xưa nó rất là dày các bác ạ. Kỳ dày. Đấy, con này nó có 3 cần nhá, 1 2 và 1 cần nữa đây là 3. Đấy. Bên này nó làm rất là rộng nên mình úp đĩa, những cái đĩa nó hơi lớn một chút là ok. Đấy, và đũa này. Đấy. Những cái rộng hơn là bác để ý nó sẽ có 3 lỗ. Đấy, thêm lỗ này nữa. Còn bình thường nó chỉ nhỏ như này thôi. Đấy. Inox của nó rất là dày. Đấy. Thì nó cực kỳ dày dặn các bác nhé. Bên trong đấy, đẹp len keng mới các bác nhé. Đấy. Đấy. Đó. Nên tạm dừng này. Đóng cửa lên, chỉ cần đóng cửa là nó chạy thôi. Đấy. Đang xả ra xong rồi ok. Đó. Máy sử dụng điện 100V các bác nhá. Đây xả ra. Đó. Máy của nó là giá là 3,5 triệu các bác nhá. Máy đẹp các bác nhá. Còn máy xấu thì các bác đừng có so sánh các bác nhá. Cho nó dễ. Sao đẹp nhá. Xịt toàn quốc. Điện 100V. Sử dụng rất đơn giản đây. Đây là nút tắt này, đây là nút mở, nút chạy và tạm dừng, chọn chương trình. Đấy, thời gian sấy. Đó. Hẹn giờ thì ít khi sử dụng tới. Máy còn sạch đẹp các bác nhá. Ok,